siêu siêu nhỏ. Cái loại này thiêu mới được đẹp nhưng mà mắt tinh như thế này. Không có thời gian. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với nội dung video tiếp theo trên kênh YouTube của Nước. Hôm nay Nước lại có mặt tại Pa O Trấn Yên Bắc Sơn để quay lại những video về nét đẹp lao động cuộc sống của đồng bào Dao tại địa phương nơi này nhé. Xin mời các bạn vào trong nhà của một cô đồng bào Dao ở trong vùng sâu vùng xa tại xã Trấn Yên. Nói chung là vùng sâu vùng xa nhưng cũng không xa mấy đâu. Chẳng qua ở đây vẫn còn giữ gìn được những nét đẹp văn hóa, lao động, cuộc sống. Vào đây thì đã có cô đang trò chuyện cùng với em Thịnh. Em Thịnh cũng có kênh YouTube này. Cô đang theo thùa và khâu vá bộ trang phục truyền thống của đồng bào Dao Lô Gang tại nơi đây, tại Bắc Sơn, Lạng Sơn. Trước khi thăm hỏi cô thì mình vào đây quay nhà một chút này, giới thiệu nhà của đồng bào Dao đây. Cũng giống như dân tộc Tày mình thôi. Nhà gian ba gian hai trái ở tầng dưới và tầng trên. Bây giờ đồng bào Dao đời sống sinh hoạt là đầy đủ hết rồi, không còn thiếu thốn như ngày trước nữa. Nhà làm rất là đẹp. Đây là khâu khâu bằng tay chứ không phải bằng máy. Cái này khâu bằng tay. Cái bộ này làm cả bộ là rơi vào bao nhiêu? Có đến 3 triệu không chị? Có một cặp như thế là ra tùy đẹp thì 101 hay là 900, nhưng mà đẹp thì 101 chứ. À, 101. Nói triệu một chứ. 1 triệu 2 triệu 3. Đấy. Nhưng mà một cái bộ hay là một cái áo? Một đôi, một cặp, hai cái áo. Hai cái áo thì cái này thì người ta may sẵn thì nó phải một cái 200 thang. Sáng nay em theo thằng hỏi nó bảo thì mua may sẵn thì không rẻ hơn này, rẻ hơn nhưng mà không vừa. Lại mua về lại người ta khô lại để người ta đắt hơn. Đấy là còn chưa tính phụ kiện, mũ, rồi kiềng. Cái thằng hồi này bán, có lúc thì bán rẻ lắm, có lúc thì bán đắt. Nhưng mà cho hỏi là cô chuồng ngủ có bỏ cái vòng cổ ra không? Vấn đề gì đấy? Vấn đề. Ngủ là vấn đề à? Quanh năm suốt tháng rồi. Tùy người thôi, các người lên này. Vướng, sợ vướng. Nhưng mà cái đồ này vẫn bỏ xuống. Rét thì nó đi đâu thì nó không bỏ. Ở đầu á? Có người bán, người ta làm thì 300 nha, người ta bán thì 350. Là cái thang đường này với một cái 300. Cái thang lưng là 300 nghìn. Trước là mình thiêu thì mới hơn 100. Bây giờ nó hơn đấy. Một bộ, một bộ trên người của cô là phải trên người bắt đầu vài thì triệu. Bắt đầu người ta mới sắn mặc thì vẫn nhiều. Thế thì chưa đắt bằng bộ hờ mông ở trong tiến học nhất tiến đâu. Mông thì chắc này là đắt hơn. Đắt hơn. Ở 10, 18 triệu đấy. 2, 5 triệu có. Cái người cũng người mán, người Cao Lộc hay Bình Lộc này nó cứ thiêu cả cái nên là cũng thấy nó bảo đắt lắm. Đắt mà. Cái bộ người Dao còn rẻ hơn. 1 triệu 3 là đấy. Một cái áo không. Cái vải nó cũng như này sao? À, vải nó cứng hơn. Cái vải này không thiêu được, cái vải này mán thiêu, cái vải này được nhưng mà cái vải kia ngày xưa thì thiêu nhỏ. Cái vải này thiêu mới được đẹp nhưng mà mắt tinh như thế. Cái vải này là vải mua rồi đúng không? Cái vải này thì vải
đầm áo đường thôi thiêu cái vải này không khỏi được bằng sa tanh nhé, cái loại này nó thêm nó mới thiêu được cái sợi này. Em mua một cái áo người Nùng dân tộc của em Nùng ấy, Nùng nó Cao Lộc ấy, 1.3 triệu một cái. Áo nguyên cái áo thôi. Cái 1.3 triệu. Cái này không có nam đâu nhỉ? Cái này không có áo nam đâu. Có áo nam. Không may đâu nhỉ? Ở đây không may áo. Cô thử may áo nam đi. Không mặc. Nên không, ở đây thì nam thì không mặc. Ui sau này người ta sẽ mặc hết. Người ta thích mặc đi. Ăn mà. Ngày xưa ở đây thì nó mặc áo chỉ có vải không thôi, nhưng mà bây giờ người ta toàn mặc như keo này thôi. Nhưng mà bây giờ mặc người nam bây giờ là tìm tần đi ra chợ ấy. Cô các cô không làm thôi đấy, cô thử làm xem, người ta thích mua đấy thật bà, theo phong trào người ta mua hết, người ta mua hết thật, chẳng qua là không làm thôi, các cô mà làm thì người ta vẫn mua. Ở Thái Nguyên này thì nhiều người ngày xưa thì mới làm hai cái đường này thôi, bây giờ người ta làm 3 cái thì cho miễn phí này đi. Sau này mà em ở đấy thì mặc như thế sâu quá không nên, người ta là chưa có phong trào mà còn người ta làm mà. Cái trước thì chưa có phong trào, còn bây giờ và làm có phong trào mặc áo truyền thống trong lao động với trong các ngày lễ cưới hỏi. Nhiều người lại không mặc như thế thì nhiều người mặc như mày mới mặc 2 cái thì không nên, mặc quên thì nó mặc được. Nhưng mà làm sao mà người ta để ý đúng không? Cũng mới 2 cái 3 cái đấy, một cái dòng nhỏ nhỏ không nghĩ đâu mà. Nó thì dài rồi, còn làm như thế thì không dám mặc. Cô năm nay bao tuổi rồi? Hơn 70 ngày thôi. Thế còn trẻ? Không trẻ đâu, từ ngày xưa chưa làm vợ là bà rồi. Dô thôi, nhưng mà cứ bệnh tật đến vào nhà này, cứ ngày nào cũng bệnh tật, sao là không có con. Vâng. Có con này sợ không nuôi được con, nhốn này thấy cháu lên. Rồi nó hôm qua nhìn cả thấy cái gì, cứ thấy cái đầu nó cháu choáng thì cứ đau đầu đau ngủ, cứ gà gãy thì khó thở. Đau từ ngày xưa mẹ cứ toàn với áp cao với dạ dày đại tràng, suy nghĩ cơ thể cái gì cũng khó hết. 3-4 năm này không làm được ngô, rồi mấy năm ở nhà cứ một năm làm 2 tí ngô để làm rượu bán, chăn lợn bán thì ra đây không làm được. Không có thời gian nữa. Đang đi bắt cháu thì không đi được. Trông cháu. Này không ra được nhưng không làm được nên lúc đi mệt nên không đi xem ruộng kia có nước này không có không đi được. Anh ấy thì đấy mà tin thì cuộn cuộn làm lào để mót. Mà người ta kế mất một năm được một bao, nhưng mà không được bán thì năm nay cái cô gái bên kia mà. Chị Dâu ơi, có được bao nào làm việc không? Tội gì mà làm, không làm.